Chương trình thời sự tối tiếp tục với phần tin trong tỉnh. Chiều nay, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, nghe báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh cuối năm 2022. Cùng dự có các Phó Chủ tịch, ông Đặng Minh Thông, Lê Ngọc Khánh, Nguyễn Công Vinh. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành đã báo cáo 19 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Đối với việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo đầy đủ 9 nội dung gửi về Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đối với 37 ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có báo cáo gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh giải trình 19 ý kiến. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đang trình thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét việc trả lời 15 ý kiến, còn 3 ý kiến đang chờ sở ngành trình Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu kết luận cuộc họp thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh cuối năm, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thống nhất với dự thảo 19 nghị quyết. Đối với nhóm các nghị quyết đang chờ Bộ ngành Trung ương xây dựng quy định mới, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với các sở ngành báo cáo căn cứ thực hiện. Với những nội dung đang trình tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân phối hợp với Văn phòng tỉnh ủy báo cáo thường trực tỉnh ủy. Đối với các vấn đề liên quan đến trả lời kiến nghị của cử tri, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát các sở ngành, xác định rõ tiến độ giải quyết để báo cáo thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thọ cũng yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã phường khẩn trương giải quyết các vấn đề mà cử tri kiến nghị.